Cristiano Ronaldo đang tận hưởng cuộc sống tại Ả Rập Xê Út trong màu áo Al Nassr với một mức lương khủng. Hồi đầu năm, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã xác nhận ký hợp đồng với đội bóng đang thi đấu tại Saudi Pro League với mức lương khoảng 200 triệu euro mùa. Ronaldo hiện vẫn còn 2 năm trong thời hạn hợp đồng nữa với đội bóng châu Á. Đồng ý với số tiền mà Ronaldo sẽ nhận được sau khi rời khỏi đội bóng này là rất lớn. Tuy nhiên, để đạt được mức thu nhập khủng khiếp kể trên, Ronaldo đã phải nỗ lực không ngừng để chứng minh thực lực và giá trị của bản thân. Cựu đồng đội của anh tại học viện trẻ của Sporting CP, Fabio Paim mới đây đã có những chia sẻ về những kỷ niệm thời thơ ấu cùng CA7 trải qua những quãng thời gian hết sức khó khăn. Anh chia sẻ rằng đó là những tháng này họ phải đấu tranh để có thể tồn tại. Trong thời gian ở Sporting, chúng tôi sống ở ký túc xá của học viện. Chúng tôi thường đến McDonald's vào buổi tối để hy vọng có thể mua được những chiếc bánh kẹp mà không ai thèm ăn, những chiếc bánh không đủ tiêu chuẩn để được bán ra. Chúng tôi phải làm như vậy mỗi tối và Sporting cũng biết điều này. Ronaldo đã trải qua thời thơ ấu rất khó khăn, không giống như ngày nay. Hồi đó chúng tôi được phép ra ngoài vào buổi tối. Tôi và Cristiano là bạn, tôi không thể nói chúng tôi quá thân được, tuy nhiên chúng tôi là bạn bè. Tôi thậm chí đã từng đi du lịch với anh ấy ở Brazil. Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân tới Brazil và buổi du lịch này diễn ra trước thềm Euro 2004, kỳ Euro đầu tiên của Cristiano trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha.